em bỏ khẩu trang ra sao? Ừ, mặt em to lắm, đeo cái này để cho nó nhìn nó bí hiểm, nó cũng xinh. Cái vấn đề là bây giờ không bỏ khẩu trang ra hay không tư vấn nữa. Bỏ ra. Dạ vâng. Xinh lắm, không bỏ khẩu trang. Sao mày có cắt chọc cái đẹp không? Ôi, nếu mà anh nói là chọc vẫn đẹp thì em cũng tự tin đấy. Bây giờ tóc này của em sẽ cắt lại mái cho em đầu tiên đã. Dạ. Chắc nó cắt, cắt lại mái ra đây. Thế là phần đuôi em màu xoăn đúng không? Đúng rồi anh. Ok, em bắt đầu làm cho em nhá. Dạ vâng.